Chào mừng các em đã đến với khóa học, khóa học lớp 12 trên trang web olm.vn. Trong video bài giảng ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu bài cuối cùng trong chương 5 chính là bài 21 Điều chế kim loại. Trong bài này, các em sẽ tìm hiểu về nguyên tắc và một số phương pháp điều chế kim loại. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử. Hay các em sẽ có phương trình điều chế kim loại tổng quát là ion kim loại MN cộng sẽ cộng NE để trở thành nguyên tử kim loại M. Ví dụ ở đây, cô có khử các ion K cộng, CO2 cộng, magie 2 cộng, sắt 3 cộng thành các nguyên tử kim loại kali, đồng, magie và sắt. các em sẽ được học 3 phương pháp điều chế kim loại phổ biến hiện nay, đó là nhiệt luyện, thủy luyện và điện phân. Đầu tiên về phương pháp nhiệt luyện, đây là phương pháp điều chế các kim loại hoạt động trung bình. Nguyên tắc của phương pháp này đó là khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như carbon, carbon monoxide, hydro hoặc các kim loại hoạt động chẳng hạn như kim loại nhôm. Ví dụ ở đây cô có một số phương trình điều chế trì, kẽm, chrome, sắt bằng phương pháp nhiệt luyện. Tức cô sẽ cho oxit của các kim loại này tác dụng với các chất khử ở nhiệt độ cao. Tiếp theo các em sẽ được tìm hiểu về phương pháp thủy luyện đây là phương pháp điều chế các kim loại hoạt động yếu như bạc đồng nguyên tắc của phương pháp này đó là khử ion kim loại trong dung dịch bằng kim loại có tính khử mạnh hơn ví dụ ở đây cô có phương trình điều chế kim loại bạc và đồng theo phương pháp thủy luyện cụ thể là cô dùng đồng để khử ion bạc cộng trong dung dịch muối bạc hay cô dùng sắt để khử ion đồng 2 cộng trong dung dịch muối đồng. Các em lưu ý, những kim loại dùng để khử các ion kim loại bằng phương pháp thủy luyện phải không tác dụng được với nước. Cuối cùng, các em sẽ được tìm hiểu về phương pháp điện phân. Nguyên tắc của phương pháp này đó là khử ion kim loại trong dung dịch hoặc hợp chất nóng chảy bằng dòng điện có hai loại điện phân đó là điện phân nóng chảy và điện phân dung dịch điện phân nóng chảy thì được dùng để điều chế các kim loại hoạt động mạnh ví dụ như kali natri magie hay là nhôm còn đối với điện phân dung dịch thì dùng để điều chế các kim loại hoạt động trung bình và yếu Đối với điện phân nóng chảy thì ở đây cô có, có ví dụ về điện phân nhôm oxit nóng chảy để điều chế nhôm hay điện phân magie clorua nóng chảy để điều chế magie. Vậy quá trình xảy ra ở các điện cực diễn ra như thế nào? Thì các em thấy rằng ở các cực âm là quá trình khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại. Tức ở đây cô có, có nhôm 3 cộng sẽ cộng 3E để trở thành nguyên tử nhôm hay cô có magie 2 cộng sẽ cộng 2e để trở thành nguyên tử magie. Còn ở anode cực dương đã xảy ra quá trình oxy hóa các anion. Từ đó các em sẽ có phương trình tổng quát điện phân nóng chảy của nhôm oxit và magie clorua. Về phần điện phân dung dịch thì ở đây cô lấy ví dụ là điện phân dung dịch muối đồng clorua để điều chế nguyên tử đồng. Tương tự trong phần điện phân nóng chảy thì ở cathode cực âm là quá trình khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại. Tức ở đây cô sẽ có ion đồng 2 cộng sẽ nhận 2 e để trở thành nguyên tử đồng. Còn ở anode cực dương đó là quá trình oxy hóa các anion đó các em sẽ có phương trình tổng quát điện phân dung dịch muối đồng clorua để điều chế nguyên tử đồng. Tiếp theo là một phần khá là quan trọng trong các bài tập tính toán điện phân. Đó là các em sẽ sử dụng định luật Faraday để có thể xác định được khối lượng các chất thu được ở mỗi điện cực. Định luật Faraday được biểu diễn bằng công thức M bằng A nhân I nhân T trên N nhân F. Về ý nghĩa của mỗi ký hiệu của các đại lượng, các em sẽ quan sát trên màn hình. Từ công thức của định luật Faraday, các em có thể suy ra được công thức tính số mol E trao đổi sẽ bằng Y nhân T trên F. Vậy trong video bài giảng ngày hôm nay, các em đã được biết về nguyên tắc và các phương pháp để điều chế kim loại. Trong đó, nguyên tắc chung để điều chế kim loại đó là khử ion kim loại thành nguyên tử. Và chúng ta sẽ có ba phương pháp điều chế kim loại phổ biến đó là phương pháp nhiệt luyện, thủy luyện và điện phân. Cuối cùng là các công thức rất là quan trọng trong các bài tập tính toán điện phân. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Hẹn các em trong các video bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn.